Anh Dũng qua đời ở tuổi 52. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long một người bạn của cố nghệ sĩ cho biết, anh mắc bệnh hiểm nghèo vài năm nay nhưng vẫn lạc quan. Phan Anh Dũng sinh năm 1967 tại Hà Nội. Từ năm 1977 đến năm 1983, anh học violon và kèn clarinet tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 1984, khi đang thử việc ở Đoàn nghệ thuật Công an Hà Nội, cố nghệ sĩ bắt đầu chuyển sang chơi saxophone. Năm 1995, anh được nhạc sĩ Đoàn Phi Liệt hiệu trưởng cao đẳng nghệ thuật Hà Nội lúc bấy giờ mời về giảng dạy kèn saxophone. Phan Anh Dũng trở thành giảng viên của trường từ năm 1999 đến nay, năm 2010, nghệ sĩ ra mắt cuốn giáo trình dạy saxophone bằng tiếng Việt đầu tiên do nhà xuất bản âm nhạc ấn hành. Phan Anh Dũng từng chia sẻ trong sự nghiệp của mình, anh đã dạy saxophone cho hơn 800 học viên, trong đó có khoảng 30 người nước ngoài. Trước khi qua đời, anh biên soạn thêm hai cuốn giáo trình, hồi tháng 6 Nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 45 năm sự nghiệp có sự tham gia của 40 học viên